Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình. Thưa quý vị, hung thủ trong vụ án ngày hôm nay dùng búa vung vào đầu bà ngoại nhiều nhát, rồi đuổi theo mẹ, dùng cờ lê táng tới tấp vào mẹ khiến cả nhà thiệt mạng thương tâm, rồi bỏ đi biệt tích. Sau gần một năm, cơ quan công an mới tìm được thì hắn mới nói rằng hắn bị một người bạn thân đã mất, đen xì, tóc tai, răng nhọn người như cột đình sai làm. Tại sao người mất lại có thể sai khiến người đang sống làm việc tày đình đến vậy? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Mười bốn tiếng đồng hồ không dài cũng chẳng thể ngắn, nhất là đối với Lê Quang Lập, sinh năm 1994, trú tại thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sau khi trừng trị hai kẻ cản trở lập hành việc của người âm, là mẹ và bà ngoại, Lập thản nhiên đeo kính râm, khoác áo đẹp, phóng xe thẳng ra Đà Nẵng để thư thái tâm hồn. Ở Đà Nẵng, với mấy trăm nghìn của bà ngoại ki cóp, giấm dúi cho hắn, Lập bèn lựa một quán cà phê vị trí đắc địa ngay sông Hàn để ngắm cầu rồng. Ngắm chán, uống chán, Lập lại phóng xe lang thang tạt qua xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, gặp ngay một đám tang bên đường. Vậy là hắn hăm hở dựng xe, vào thắp hương cho người quá cố rồi cứ vậy chiếm trệ uống rượu, chém gió ngay bàn thờ nước mời khách viếng. Thấy người lạ, ai cũng tò mò thắc mắc, nhất là Lập cứ thao thao bất tuyệt ngay tại đám tang rằng mình được người âm chỉ giáo, rằng mình đã hoàn thành tâm niệm, vừa ý đẹp lòng người âm. Rằng những kẻ cản trở người âm giờ đã bị hắn xuống tay trừng trị. Thế rồi hắn kể tất, khai tất rằng hắn tên Lập, người Đại Đồng. Chỉ chừng 30 phút sau đó, ngay sau khi nhận dạng và thông tin về hắn được cấp báo đến công an huyện Điện Bàn, thì Lập đã bị vây bắt. Vào sáng ngày 11 tháng 7, sau 14 giờ gây ra thảm án sát hại mẹ và bà ngoại, Lập đã được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam để làm rõ hành vi sát hại người của mình. Tại cơ quan công an, với vẻ mặt tỏ ra hiền lành đến ngơ ngác, thật thà, đến người đối diện thẩm cung cũng không khỏi chạnh lòng. Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Và làm gì? Dạ, em tên Lập, em chưa vợ, lang thang ạ. Chiều hôm qua anh có biết anh đã gây ra việc gì không? Anh lấy xe máy bỏ đi đâu? Dạ, em ra Đà Nẵng ngắm cảnh ạ, nhưng ra đến đường Nguyễn Hữu Thọ, em vào một quán uống cà phê. Rồi em chạy đến xem cầu rồng. Xong em chạy về nhà nhưng về đến Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng. Thì xe hết xăng giữa đường. Một người đi đường giúp em đẩy bộ xe đến cây xăng. Sau khi đổ xăng thì em chạy vô Điện Bàn. Tiền đâu em trả cà phê và mua xăng? Tiền bà ngoại cho em. Thế anh có biết hiện giờ mẹ và bà ngoại của anh ở đâu không? Dạ, chừng mấy tháng đến một năm rồi em chưa gặp họ ạ. Bà và mẹ đang đi chơi ở Cực Lạc, nên giờ em nhớ mẹ và bà ngoại lắm. Vậy nguyên nhân nào anh lại hành hung mẹ và bà ngoại đến thiệt mạng? Dạ, tại thằng bạn thân đen xì, tóc dài, răng nhọn, người như cột đình của em đã sai em làm đấy ạ. Hắn bảo với em phải phá 5 đồ đạc ở trong nhà thì hắn mới vui, nên em mới làm thôi ạ. Bà và mẹ dám cản trở thì em thay quỷ thần trừng trị thôi ấy mà. Lập làm nhảm như vậy về nguyên nhân hắn phá tất cả đồ đạc trong nhà, hành hung bà ngoại đến mức thiệt mạng bằng một lưỡi búa lớn, rồi khi thấy mẹ hoảng sợ đạp xe bỏ chạy, hắn đã phóng xe máy đuổi theo, vung cờ lê, điên cuồng táng vào đầu bà cho đến khi mất mạng. Khi đó là vào khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 7, bà cụ Nguyễn Thị Khoa, 80 tuổi, trú tại thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, bà ngoại của Lập, nghe tiếng loảng xoảng ở trong nhà, vội chạy vào ngăn cản thằng cháu trai đang lên cơn điên loạn. Bị bà ngoại la mắng, Lập càng hung hăng hơn. Hắn vớ lấy cây búa sắt lao bổ đến bà ngoại cứ thế vung xuống. Mẹ Lập là bà Trần Thị Thi, sinh năm 1958, vừa mới trở về nhà, thấy con trai như vậy vội chạy lại, cố giằng lấy cây búa trên tay Lập để cứu bà Khoa. Nhưng sức bà Thi thì sao thắng nổi gã trai trẻ, hắn vùng mạnh. Quay lại táng mẹ rồi hắn trượt xe đuổi theo khi bà Thi sợ hãi đạp xe bỏ chạy. Và trong cơn điên, hắn đã tước đoạt mạng sống của mẹ mình cũng như bà ngoại. Khi người dân và công an huyện Đại Lộc có mặt cũng là lúc Lập biến mất dạng. Hiện trường để lại ngổn ngang đổ bể trong căn nhà của ba mẹ con bà cháu. Hai người đàn bà nằm thiệt mạng tức tưởi ngay trước sân. Một nhằm cách nhà chừng hơn 300 mét.
Lâu nay, người dân thôn Lâm Tây đã quá biết về những trận phá phách, hành hung và đuổi mẹ của bà Lập trong cơn điên, nhưng không ai có thể hình dung nổi cảnh tượng đau lòng diễn ra như hôm nay. Lập có phải lúc nào cũng điên điên dở dại, mà Lập cũng đã có những lúc tỉnh. Khi tỉnh, hắn biết là con người, hắn biết trên đời này mẹ bà ngoại là hai người thân duy nhất, hy sinh cả cuộc đời của họ cho hắn. Lập tỉnh rồi, Lập nhớ mẹ, nhớ bà, Lập trách, Lập hận căn bệnh điên của hắn. Nhưng làm sao đây? Nghịch tử có đau đớn đến mấy thì mẹ và bà của Lập vẫn không thể trở về, chăm sóc, lo lắng bên hắn được. Vậy là Lập khóc, khóc trong đau đớn. Theo một số người hàng xóm của Lập, trong ngày 9 tháng 10, tức là trước khi Lập ra tay với mẹ và bà, hắn đã đuổi và hành hung một thầy cúng từ Đà Nẵng về nhà hắn để cúng hắn cho khỏi bệnh. Mẹ và bà hắn biết việc này, nhưng khi đó họ lại không hề nghĩ sẽ đến lúc họ là nạn nhân của hắn. Lập tâm thần từ năm 2011 và được điều trị thời gian dài tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Gần một năm nay, bệnh của Lập có phần thuyên giảm nên mẹ Lập xin bệnh viện đưa hắn về nhà. Trong thời gian sống với gia đình, Lập sinh hoạt, lao động bình thường, Lập còn rất ngoan. Mỗi khi đi làm vì có tiền, Lập đưa cho mẹ cất giữ. Tuy nhiên, Lập vẫn chưa hoàn toàn dứt bệnh như mẹ hắn mong muốn. Mỗi khi lên cơn, hắn lại phá đồ đạc trong nhà, gây thương tích cho mẹ và bà. Thay vì đưa Lập trở lại bệnh viện vì không muốn xa con trai, bà Thi lại đưa Lập đi cúng bái và rước cả thầy về nhà để cúng mong Lập khỏi bệnh. Nghiệt ngã thay, khi người con trai chưa khỏi được bệnh thì bà và người mẹ ruột đã mất mạng vì cậu ta. Gia cảnh mẹ con bà cháu nhà Lập cũng hết sức bi đát. Bà cụ Khoa quá chồng sớm, chỉ được bà Thi là người con gái duy nhất. Bà Thi lại như mẹ không có chồng, chỉ cải thiện với người đàn ông cùng quê để có Lập. Hai người đàn bà sống trong mái nhà siêu vẹo, cảnh đời với bao khó khăn, tủi phận nên dồn hết tình thương vào Lập. Nào ngờ trưởng thành, Lập chưa kịp phụng dưỡng công sinh thành dưỡng dục của bà và mẹ, hắn lại báo đáp bằng một cách đau đớn như thế. Lập điên điên dại dại đến nỗi cho rằng sát hại bà và mẹ vì con quỷ trong đầu xuất hiện bảo phải làm. Lập còn khai, trước hôm xảy ra sự việc, hắn có tới mộ của bạn thân tên là Lê Đức Vương, là bạn học cùng lớp trước đây, không may bị tai nạn giao thông qua đời để thắp hương. Rồi Lập thấy Vương hiện về báo là phải về xuyên thủng 4 cái bình, phải phá hỏng đi cái gì đó để cho Vương mới bớt cơn buồn phiền. Ám ảnh lời nói đó, thế là Lập về hành động theo sự điều khiển lý trí của Vương. Ngồi trong phòng tạm giam, khi được hỏi có nhớ mẹ và bà ngoại không, Lập bảo nhớ và muốn gặp mẹ và bà, rồi cứ tu tu khóc như trẻ mới lên năm chưa biết gì. Khi Lập tạm giam, bà Thi và cụ Khoa không còn ai thân thích, nên bà con làng xóm không ai bảo ai, đã đứng ra tổ chức lễ tang cho hai người đàn bà xấu số ấy. Hai chiếc quan tài đặt giữa căn nhà siêu vẹo, thiếu vắng vành khăn tang, thiếu người trong đèn cho khỏi lạnh lẽo, quạnh hiu. Sự việc người bị bệnh tâm thần bỗng dưng gây án không còn mới, gây nhiều nỗi đau lớn cho người thân và cộng đồng. Vấn đề đặt ra là phải làm sao quản lý những người không may mắc bệnh này để họ không gây thêm những thảm án đau lòng khác. Bác sĩ Trần Văn Mau, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, khoa pháp y của bệnh viện, đang điều trị hàng chục bệnh nhân thuộc dạng gây án nghiêm trọng thừa nhận. Việc quản lý người bệnh tâm thần ở trong cộng đồng hết sức nan giải, trong thực tế không thể quản lý hết. Hiện có đến 300 mã bệnh của 120 bệnh tâm thần, trong đó có 10 bệnh tâm thần thường gặp thì trước đây chỉ quản lý hồ sơ bệnh tâm thần phân liệt, nay quản lý thêm bệnh tâm thần động kinh. Cũng theo bác sĩ Trần Văn Mau, sự việc người bị bệnh tâm thần như hung thủ Lê Quang Lập bỗng dưng gây trọng án đã để lại nhiều nỗi đau cho người thân và cộng đồng. Hiện khoa pháp y của bệnh viện đang điều trị hàng chục bệnh nhân thuộc dạng gây án nghiêm trọng. Theo nhìn nhận thì hiện nay công tác giám sát bệnh nhân tâm thần gặp khó khăn không ít, bởi vẫn còn nhiều người kỳ thị với bệnh nhân tâm thần. Việc người thân mê tín chữa bệnh bằng hình thức cúng bái, bổ phép hoặc do kinh tế khó khăn nên quản lý người thân bị bệnh còn lỏng lẻo. Những bệnh nhân tâm thần xuất hiện ngày càng nhiều ở lứa tuổi thanh niên, nên việc theo dõi quản lý họ tái hòa nhập cộng đồng gặp không ít khó khăn. Chỉ cần bị kích thích, tác động mạnh cảm xúc là họ có thể bùng nổ lúc nào, hậu quả rất khó lường. Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Nam cho biết,
sau khi nhận tin báo về vụ sát hại người nghiêm trọng tại Đại Đồng, đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các lực lượng liên quan cùng công an huyện Đại Lộc để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi hài cũng như triển khai các công tác truy bắt. Sau 14 giờ truy tìm, thưa quý vị, vụ án đau lòng trên là một lời cảnh giới cao độ đến những gia đình đang có những thành viên có vấn đề về tâm lý. Tốt nhất nên đưa người bệnh đến khám chữa tại những bệnh viện uy tín để tránh những hậu quả thương tâm như vậy. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Quý vị đừng quên nhấn like, share và bật chế độ thông báo trên kênh để được theo dõi sớm nhất những chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.